rước lên cung thánh, lung linh giữa làn hương thơm, tố ca kinh nguyện vang dền, đang tiến vào cung điện đền thánh Chúa giữa tiếng hoàng ca. Alleluia, Alleluia. Là con Thiên Chúa, Giêsu giáng trần đã chịu chết để cứu trần gian. Nhưng Chúa sống lại giữa vần hào quang chiến thắng để ta cùng được cùng sinh với trong cậy nơi Ngài. Nay Chúa gọi